once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Thời trung cổ có mã là 31120. Thì cái dự án đó là mình đang sử dụng là 32 bộ Lego có mã là 31120 đó. Thì bạn nào chưa xem thì xem lại cái clip trước để mình đã có nói. Đấy. Thì ở trong cái thành đó về cái dự án đó mình xây dựng á là nó to lắm bạn. Như một cái bàn này luôn ấy. Đó. Và trong đó là mình xây này, nhà lính có nè, rồi nhà ngựa, rồi có xe gió. Và quyết định là mình xây dựng thêm một cái nhà thờ. Đấy. Thì lúc đầu á là mình xây dựng cái nhà thờ nó như thế này. Bạn thấy ở đây. Nhìn nó không có được đẹp mấy à các bạn, nó thẳng là nó xấu ấy. Đó, nhìn rất là kỳ luôn. Thì sau khi mà mình buổi sáng mình làm xong và tối hôm đó mình về nhà và mình lên mạng và mình coi ấy, về những cái nhà thờ thực tế, đấy, về nhà thờ thời trung cổ như thế nào, cũng như là những cái sản phẩm về Lego nhà thờ thời trung cổ, mình thấy rõ ràng đó. Nó quá đẹp các bạn à. Đây, không có nào xấu như mình hết các bạn. Đấy, cho nên mình quyết định là mình bỏ hoàn toàn cái dự án cũ này luôn. Đó, và mình làm cái dự án mới. Và cái sản phẩm này, bạn thấy ở đây là đây là cái sản phẩm mình rất là tự hào luôn. Tại do mình ngồi mình tự suy nghĩ, mình tự móc nên đấy các bạn. Đấy, hoàn toàn là không có bất kỳ một cái sách hướng dẫn nào luôn nha các bạn. Đấy, và mình mất tới 2 tuần luôn để mình xây dựng được cái này. Đấy, và cảm thấy rất là tâm đắc, rất là tự hào luôn. Thì cái sản phẩm này là mình xây dựng trên một cái bay. Đấy là 32x32 của Lego ha. Rất là to và hoành tráng mà bạn thấy ở đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, thì tổng cái dự án này là 32 bộ. Và để xây dựng được cái nhà thờ này là mình mất là 20 bộ nha các bạn. Đấy, rất là nhiều luôn đấy. Tại trong cái số này á, là nó sẽ có là những cái mảnh á, là chỉ có một cái thôi. Cũng như là có những cái mảnh á, chỉ có 3 cái thôi các bạn. Đấy, cho nên mình cần tới 20 bộ. Nhưng nếu mà các bạn nào mà chuyên chơi về Lego thì mình sẽ có những cái phụ kiện đấy bù lại. Thì mình sẽ không cần tới 20 bộ các bạn. Đó, và thấy đây, nhìn rất là hoành tráng luôn, rất là tự hào các bạn. Ok, tránh em dài nữa thì bây giờ mình sẽ cùng đi vào review và tìm hiểu cái sản phẩm này như thế nào nha. Ok, thì đầu tiên là về phần mặt tiền nha. Đấy, của cái nhà thờ chúng ta. Đấy, và tự mình làm, tự mình thấy, cảm thấy là khá ơn cái bụng các bạn. Đó, là nói về bộ 31120 thì nó sẽ không có về cái màu trắng cũng như không có về cái ô gạch đấy màu xám như thế này. Nó chỉ có cái phần màu xám tối này thôi nha các bạn. Đó, và nó sẽ có những cái phần đây. Đây, cái này thì mình có thể gắn được những con lính này vào. Đấy, cũng như trong bộ 31120 sẽ có thì các bạn có tha hồ ha, biến tấu này kia các kiểu làm nên. Đấy, và bên cạnh đó là cái phần hoa hòe ở đây. Thì trong bộ của chúng ta cũng sẽ không có ha. Nhưng rất may mắn luôn, trong đó sẽ có gọi những cái lá này kia các bạn có thể để vào cũng rất ổn. Ở đây thì sẽ có thêm cái cửa. Đấy, cái cửa mở ra ở đây. Đây, nhìn cũng rất là ổn ha. Nói chung mở ra cũng chả có cái gì hết các bạn. Đây, và phía sau sẽ có cửa phụ nữa. Đó, có thể nhìn ra đằng trước đây luôn. Đấy,
nói chung là nhìn nó cũng được đấy, cũng ok. Thì giá như cái phần cửa này mình làm đủ nguyên vật liệu để mình làm cái cửa mà kiểu đúng cái cửa nhà thờ thì nó sẽ đẹp hơn nhiều đấy, như vậy cũng tạm được đi ha. Đấy, và bên cạnh đó đây một trong những cái khó khăn của mình luôn, đó chính là mình làm sao mà thể hiện được cái nhà thờ á, là bạn sẽ thấy là cái nhà thờ nó sẽ có những cái ô cửa kính đấy, rất là nhiều màu, rất là đặc trưng và rất là đẹp luôn. Đấy, và ở đây là trong bộ 3120 nó chỉ có được cái màu trắng và màu cam ở đây thôi, thì trong một bộ nó chỉ có 3 viên trắng và 1 viên cam đây các bạn. Đấy, và mình phải gọi là sử dụng rất là nhiều bộ, chính xác là 20 bộ mới có thể làm nên được cái phần cửa kính này. Đây như bạn thấy này, thiết kế này, những cái ô cửa kính này. Đấy, và ở đây là thêm một cái phần trang trí ở đây, thì ở đây là không có trong bộ 3120 ha. Đấy, nhưng mà các bạn có thể bỏ hoa hoặc mình có thể trang trí làm thêm cái gì đó biến tấu các bạn. Đấy, gồm 6 ô cửa kính, làm rất là lâu, rất là thời gian được các bạn. Đó, và bên đây là sẽ có cửa phụ nữa, mở ra đây và đi vào bên trong. Đó, rồi đây có băng ghế để dành cho mình có thể ngồi ở đây này, ngồi nghỉ này kia kiểu vẫn được. Đó, và phía sau này đây là một trong những cái gọi là mình cảm thấy khá là thích luôn, đó là về cái vách tường. Đấy, nhìn tưởng chừng là bình thường thôi nhưng mà mình có thể mở ra được. Đó, mình thiết kế cái phần ô cửa ở đây nó sẽ không có cái phần gọi là những cái ô bên trong ấy các bạn. Đó, thiết kế bên trong mà mình sẽ để trống cái ô luôn để dành cho thể giống như kiểu mà cái tay cầm ấy mở được bên trong, và bạn có thể thấy được ở trong này này. Đấy, đó, toàn bộ thiết kế ở trong nhìn cũng rất là ổn áp ha, nhìn khá là tối, giá như là mình có đèn này kia. Và mình có thiết kế một cái phần đèn chùm ở đây nữa. Đấy, thòng xuống nhưng mình thấy cái phần đèn chùm nó nhìn nó che hết á, nhìn nó không được ok mấy. Đấy, cho nên quyết định là mình bỏ ra ha. Đấy, ok, thì bây giờ mình sẽ nhìn lên một chút xíu để xem cái phần mái trên đây cũng như thiết kế trên đây như thế nào nha. Thì khi nhìn cao chút xíu các bạn sẽ thấy rõ phần mái cũng như phần tháp chuông này. Đấy, thì đầu tiên phần tháp chuông thì như bạn thấy này, thiết kế kiểu như thế này. Đấy, và thấy đây có những cái cục nhỏ nhỏ này. Đấy, hình vuông ở đây thì trong bộ của chúng ta sẽ không có ha. Thì các bạn có thể thay thế bằng những cục tròn này vào vẫn được, vẫn ok, vẫn đẹp thôi. Đấy, mình để thêm những cái phần chén ở đây. Đấy, kiểu như chén thánh đi, nhìn cũng ổn ha. Và bên đây này, những cái phần ô cửa. Đấy, rồi phần mái này kia. Đấy, thì cái này là toàn bộ trong bộ bao mòn không sẽ có ha. Đó, và đằng trước này là mình thiết kế. Đấy, những cái phần đây thì theo ý của mình đó là mình muốn làm cho nó ok hơn nữa, nó khắc họa đúng cái kiểu nhà thờ hơn được. Nhưng rất tiếc luôn là tới đây nguyên liệu nó chỉ tới đây thôi các bạn, hoặc là cái trí tương tự mình chỉ tới đây thôi. Đây, và ở đây này, đó là cái phần đề cánh thánh giá ở đây. Thì mình muốn cái phần cái cục này nè, nó sẽ là cái cục màu xanh ngọc thì mình thấy nó đẹp hơn, nó sẽ đỡ nổi hơn, nó dịu mắt hơn. Nhưng mà rất tiếc là cũng không có ha, cho nên mình sử dụng cái phần màu cam đây. Và trên đây thì theo như ý của mình đó là mình muốn làm một cái con thiên thần có cánh đứng ở đây kiểu cái tường nữa các bạn. Đấy, nhưng cũng rất là tiếc luôn là nguyên vật liệu chỉ tới đây thôi các bạn. Đó, nó không thể đi xa nữa. Ở trên đây thì các bạn sẽ thấy này, phần mái đây, rồi thiết kế cũng giống như bên kia thôi. Và phần mái này mình có thể mở ra được ha. Đó, và bạn thấy ở đây trong đây, thiết kế này của mình ha. Ở trong đây thì lúc đầu là mình tính làm một cái hệ thống treo, hệ thống treo ở trong đây. Đấy, nhưng mà làm như vậy nó sẽ yếu, cho nên quyết định là mình làm kiểu một khối như thế này luôn. Đấy, nói chung rất là ổn, mở ra mở vào đây rất là chắc chắn luôn, không vấn đề hết. Ở đây sẽ có thêm thánh giá nữa. Đấy, rồi một cái thiết kế trên đây. Đấy, còn về cái phần áp mái trên đây này các bạn. Đấy, nhìn cao một chút xíu các bạn sẽ thấy này. Ở trên đây nó sẽ có phần này, thì trong bộ của chúng ta sẽ không có cái phần này ha. Đấy, mà mình sử dụng bên ngoài thì các bạn có thể sử dụng thế bằng cái khác, ví dụ những cái mảnh này nè, mình để ở đây hoặc là mình để trống cũng được. Đó, còn về thánh giá này thì trong bộ 3120 á, mình sẽ không thể thiết kế được một cái thánh giá kiểu đẹp như thế này nha các bạn. Đấy, cũng rất là tiếc luôn cái phần này. Mình không có được cái thanh ba đấy, mà màu xám luôn. Đẹp thanh ba màu xám để ở đây nó rất là đẹp luôn. Đấy, chỉ có màu đen thôi. Rất là tiếc cái điều này ha. Đấy, thì nếu mà bạn nào có cái thanh ba này mà màu xám có thể cho mình ha, tặng mình để cho cái bộ này nó hoàn hảo hơn. Đấy, mình cần hai thanh nha các bạn. Đó. Và cái phần mái này, đấy, ở trên đây này, bạn sẽ thấy này, có thêm cái phần tháp chuông ở đây nữa. Đó, mình thiết kế mình suy nghĩ đến cái chuông này thì nó cũng không có được cái màu xám, cái miếng này là màu xám hoặc là màu vàng cho tẹp màu. Đấy, thì nếu có mình nghĩ sẽ rất là đẹp hơn. Ok, rất là nhiều ha. Đấy, ở trên đây phần cái phần mái trên đây. Đó, phần mái cái tháp này nhìn cũng rất là ổn áp ha. Và ở trên đây là mình có gắn được thêm một cái thánh giá nữa. Đây, bạn thấy ở đây thêm thánh giá. Đấy, những viên ngọc này kia màu đen cũng rất là ổn. Đấy, mình khá là thích luôn. Nhìn nó huyền bí này kia các kiểu các bạn. Đấy, nói chung rất là tâm đắc luôn. Đó, và về cái phần mái này, đấy, và phần cái phần áp mái trên đây thì các bạn nãy thắc mắc là cái phần cửa đây là mình mở ra nó sẽ tối đúng không? Đó, và mình quyết định là mình thiết kế luôn cái phần mái này có thể mở ra được luôn các bạn. Đấy, mở rất đơn giản thôi. Đấy, mở ra, tang tang,
Vậy là xong. Đó. Và anh thấy này, ở dưới đây này. Đấy. Mình sẽ thấy được rõ ở trong nó như thế nào các bạn. Đó. Và mở cửa ra. Trang trang. Và khi nhìn từ cái góc độ này thì các bạn có thể thấy rõ hơn này, cái thiết kế bên trong của nó. Đấy, thì mình thiết kế này, những cái phần ghế đây đấy cho mình có thể ngồi đây, cũng như là một cái phần ghế lớn đó, rồi sảnh này kia đấy. Mình cố gắng mình làm sao cho nó giống như cái nhà thờ nhất có thể. Đây, cũng như cái phần thánh giá đây bạn thấy này. Đó, rồi ghế này kia, rồi những cái lá cờ này kia. Đấy, và mình đã cố gắng hết sức luôn đấy, để làm được như thế này. Đấy, thì nếu mà cái này làm chi tiết hơn nữa thì nó phải rất là rộng luôn. Đó, mới có thể làm chi tiết được, như nhìn cơ bản cũng ổn áp ha. Đây, ông cỡ lại. Tèn tèn. Ok, vậy là Sai Phúc mình cũng review thành công về sản phẩm Lego. Đấy, được móc từ bộ 31120. Như bạn thấy ở đây này, là nhà thờ thời Trung Cổ. Đấy, nhìn cũng rất ok, bộ máu luôn ha. Đấy, thì tụi mình móc mà tụi mình thấy nó ổn rồi. Đó, và bên cạnh đó là bạn thấy đây này. Đó là một cái có xay gió. Đó, xay xay cũng rất là vui luôn. Cũng được móc từ bộ 31120. Thì nếu mà các bạn thích và mình có thời gian rảnh thì mình sẽ cố gắng review tất cả những cái sản phẩm Lego mà mình đã móc được ha. Đấy, và chắc chắn là mình sẽ review chính là chi tiết luôn cả cái dự án này cho bạn xem. Đó, và đừng quên, đấy, và YouTube đã có cập nhật thêm tính năng, đó chính là hội viên. Đó, của trên kênh FunHome. Thì nếu các bạn ủng hộ mình thì các bạn hãy bằng cách là đăng ký thành viên của FunHome, trở thành một FunHomie nha các bạn. Đó, thì đó là nguồn động lực lớn nhất luôn để mình có thể làm thêm được nhiều video bất ngờ để cho bạn xem ha. Ok, và bây giờ là con nói quen thuộc, đó là clip đã quá dài rồi. Cảm ơn đã xem hết cái này, và đừng quên lên là một like, một share với kênh nhớ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn, và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.